pew, pew! The battle begins. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang có mặt trước màn ảnh của Pew Pew. Trận đấu này thì các bạn đều yêu cầu rằng là muốn xem HGT với Sis đánh, nên là mình sẽ chiều các bạn, mình sẽ stream trận đấu HGT với Sis đánh với nhau. Thì như các bạn có thể thấy trên màn hình bây giờ, trận đấu đã bắt đầu rồi. Chúng ta bỏ lỡ một phần ban pick. Trận đấu này cả hai đội đều khá là ngang phèo. Nếu mà nói về cái cơ ăn của cả hai team, trong khi đó thì vâng, Black sẽ là người chơi Invoker. Rất là hiếm khi chúng ta lại nhìn thấy Black chơi Invoker. Vâng, Invoker farm chính, không hiểu là Invoker sẽ lên đồ gì đây. Anh lên nun trước, wow, không có gì đặc biệt với cái việc lên nun này cả. Quan trọng là sau cái nun này lên cái gì cả, đấy mới là vấn đề đấy. Trong một slow rất khó chịu. Harass chỉ gây ra cái mức độ khó chịu nhất định thôi. OD đi mid với Viper thì, wow, thật ra thì OD đi mid với Viper thì Viper cũng không thật sự ngại lắm, bởi vì cái mana để mà Viper spam là 20 không thành vấn đề đau đầu. Lượt farm bây giờ Fakna với Invoker, những người farm chính đều đang farm rất là tốt, không có vấn đề gì quá nặng nề ở đây cả. Mua khiên sớm nên là cái việc harass từ Dazzle là không phải là vấn đề. Ở phía dưới bot, ở phía dưới bot, vâng, ở phía dưới bot ZSMJ cầm Pacna, ZSMJ cầm Pacna mua 8 cái tango. Thật ra thì mình cũng lần đầu tiên nhìn cái minimap kiểu đấy, mình nhìn một lúc mà mắt mình cũng nhức hết cả. Mình nhìn sao mắt mình nhức, kiểu như quen nhìn rồi. Quen nhìn bây giờ tự dưng bị đảo lại, đúng là khó chịu thật. Cái màn hình mà mình nhìn gần như là 24/7. Nhìn 24/7 mắt nó quen rồi, bây giờ đảo lại mặt nhức thế. Không làm sao giết được OD. Vâng, bây giờ thì đang đi lên rồi. Có một đánh, một tôn. City không có mana, vâng, có mana để chop. Chop đi thôi. Vâng, chụp Viper nhưng Sand King vẫn đi theo Sunstrike. First blood cho Black. First blood. As indeed I am first in him. Vâng, nói gì thì nói chứ cái gì mình nhìn quen mắt rồi. Sau mình nhìn cái màn hình Dota 2 này ngày nào cũng nhìn, mỗi ngày nhìn khoảng tầm 12-13 tiếng. Nhìn 3-4 năm nay rồi. Bây giờ đảo lại một hôm mà mắt mình nhức thật. Đảo lại có 2 phút chứ mấy. Nhìn không nổi. Sand King lại quyết định gank top. Muốn đai trụ bây giờ phải có mini stun. Muốn làm gì thì làm, phải có mini stun. Ở mid lane liên tục là bị chộp. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Ở phía trên top giết Sentau thì phải có mini stun với lại stun của Sand King. Chủ bot với việc có Pacna ăn mất rồi. Giết Daxia thì khó bởi vì là không có một cái tool nào tử tế cả. What con nó bảo, ê đuổi ra đây, đuổi ra đây. Chấp nhận thôi. Cái đấy là cái điều chấp nhận, nhưng mà ăn trụ thì được, đập nhà nó thì được. Con bé nó không làm sao giữ được cái cổng ở nhà nó. Đứng đây. Gọi anh chị ra đâu rồi, hàng xóm hàng xiếc để cổng làng nó đập như này. Đây rồi, đúng như mình đã nói. Vậy là đã gọi chị xuống rồi. Chị đã rồi. Trong khi đó ở đây Sand King bị lộ bài rồi. Một tôn xong rồi. Cẩn thận chết ngược cái chứ lại. XTT dậm chân stun đổi máu. Pacna ZSMJ muốn 80 tango chắc cắn lên lết game cũng không hết được.
I don't think so. I don't think so. Với việc ăn được first blood nhưng mà lại để mất trụ lượng hành trình là HKT, họ vẫn đang dẫn 1000. Họ vẫn à đâu, họ họ đang ăn cả first blood cả trụ, dẫn 1000 và hành trình lại. Thế nào mình có cảm giác rất là xâm dây cầm Park Na, mình cứ cảm thấy không yên tâm nhỉ, có bạn nào cảm thấy giống như mình không? Đấy, xâm dây cầm Park Na mình cảm giống như kiểu bơn minh của Park Na. Một chộp San King đi xuống, nhứ hàng đi ra. Rubik cũng là hỗ trợ cái land mid này có vẻ căng. Một chộp, một chộp. Sang King đang đi lên. Một nhấp. Ulti luôn. Ulti thẳng bắn Magic Stick, không có Magic Stick, một tuôn ra Sun Strike. Holy shit, một hit nữa uống bình đi lên rồi. Slow đây rồi. Một pha chộp lại cứu nguy. Vâng, nhưng bây giờ pha rút máu rồi. Daxia đã xuất hiện. Bắp giáp gai vào người. Giật set từ Rubik kết thúc được Sang King. Viper chết, Sen King chết, bỗng dưng được hai mạng. City không nằm xuống khi có bình uống trong tình huống vừa rồi, không có một cái vây kiềm nào. Bây giờ thì làm sao đây? Bướng với cường dâu, lâu sâu với lại cả chưa kịp hết câu. Park Na không giúp ích được gì cả bởi vì Park Na còn Park Na còn chưa có đồ, Park Na đang giải mẫn á. Vâng, Park Na họ để cho farm chính thì lên đồ đánh nhau, chắc không lên đồ đánh nhau mà lên đồ đi push, có thể lên mechanism farm mechan. Mình nghĩ là farm mechan, đúng rồi, farm mechan đi push. Cái kiểu chơi này mấy team châu Á hay mấy team Trung Quốc họ hay dùng. Các bạn đừng cãi lộn ở ngoài kênh chat, làm ơn đi. Mình stream, cứ khi nào các bạn nghe thấy mình stream thì các bạn đừng mong chờ hay đừng nghĩ là sẽ có stream HD. Cái này thì nó là hàng tỷ năm nay rồi. Giống như kiểu các bạn về quê mà đòi đường to như đường cao tốc thì. Về quê lại bảo vì sao đường bé, trâu đứng giữa đường làm sao vượt qua. Sis có một cái màu gỗ rất là đẹp, trụ vẫn bị đẩy, không có dấu hiệu gì là có người muốn đép. Dire's bottom tower has fallen. Trụ vẫn bị đẩy. Đùa chứ để trụ đẩy hai trụ sớm nhỉ? 8 phút mà đã để Park Na ra 2 trụ, gần có mechanism rồi, đánh gì đánh, đánh này mất trụ sớm quá nó bị thiệt len. Có nghĩa là bây giờ cái len này nó dài ra rồi, đâu có còn phải đép đâu, đến khi nào gần gần thì mới đép, bây giờ nó đi nó lại đẩy len khác. Viper chỉ có đồ, City đang xanh. City của này có khi đây rồi. Ôi tham minh chuẩn thế. Người ta bảo các cụ đó câu 2-1 không chột cũng què, mà đây nó không phải là 2-1, nó là 4-1 không chột không què mà nằm luôn trên bảng điểm số. Ngày xưa thì hay có câu lên bàn thờ ngồi ăn chuối, bây giờ thì đỡ đỡ rồi, các thanh niên giờ ít nói câu đấy. À, câu đấy là dành cho những người phải đầu chiến ích thì hay câu đấy. Fortify à, lại mất trụ nữa rồi, không làm gì được, không làm gì được. Mất trụ nữa rồi, mất trụ nữa rồi. Park Na lại ăn 3 trụ trong vòng 10 phút, lại dồn lên top này, top còn Black còn chưa đẩy được. Black chơi đường băng lửa nhưng mà chưa push được trụ.
Buf. Bộ này của Centaur làm cho Centaur trông cứng cáp hơn. Nhưng mà Centaur mặc bộ này vào trông không khác thì con hạ mã. Các bạn nào cảm thấy thế không? Mình cảm thấy trông giống như con hạ mã ấy. Loài bò sát. Đến đuôi của nó còn bọc cái gì đây? Đây không phải giống con hạ mã, đây là giống kiểu con gì nhỉ? Con gì ở ngoài đồng hay ngày xưa hay có nhỉ? Cào cào. Châu chấu cào cào. Là dùng hai đệ là lát xít với đi ai. Smoke đứng đây chờ, cả hai bên đều đang smoke đứng đây chờ. Chim đang bay lên. Nhìn thấy nhau rồi. Một nhấp ném. Không ném, mừng một slow rồi burst đem ra nửa binh. Vâng, ở đây có stun của Sam King. Không thể vẫn đang thì hồn tiên của trên vô tách tàu. Ngay lập tức là yêu gần như nằm xuống. Mecha được mở lên giúp ích cho đội hình của HGT rất khỏe. Tại thời điểm này mới early game thôi, đã có Mecha nên một pha giận chân stun đổi máu đến từ Sam Tau. Ngay lập tức một pha trồn vào từ City. Hai pha trội đánh mà gần như chết ngay. Sau đó là ulti 7-2 cho HGT rồi. Hai pha double kill. Hai pha double kill cho mình vừa rồi. Vâng. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower. Hà máu phải loài bò sát. Dire's top tower is under attack. Bắt chộp lại của City. 1600 tiền mừng pha Blink lên. Ui giảm chân đổi máu còn như chết ngay lập tức. Đã có bọc bất tử rồi, pha hỗ trợ stun không phải, đó là cướp được stun của Sand King. Đã dùng chính xác trên đầu của Darkseer. Giật xét và Darkseer gần chết với cái cọc của ZSMJ. Trụ lại sắp đổ rồi. Vẫn đang cố gắng pha Blink nhanh lên. Có Blink mới giúp ích được cho team. Một pha stun vào, mở lên dậm chân stun, Mecha được mở lên đổi máu vài bờ chết ngay lập tức. Ulti đến từ Centaur rồi, pha nhấc lên từ Rubik ngay lập tức. Black cũng đã chuẩn bị chết rồi, pha phòng tap đi. Invi rất kịp thời, Senchi được cắm xuống, có lẽ là không sống nổi rồi. Một pha đánh đến từ City đã kết thúc được. Black cũng đúng rồi. Oni. Vâng, lên gậy đẩy rồi, giàu thế. Được mà chênh lệch 10.000 mà. Dire's middle tower is under attack. Được invi của Chin lên sẵn đẳng nhất, hỗ trợ nhất sau đó tool. Thế là được hai cái disable. Dire's middle tower is under attack. Ra combat là ngất. Mất chỗ. Ui dồi ôi, gọt hết chỗ ngoài rồi. 13 phút. Mới có 13 phút thôi. ZSMJ lại đến gần với lại giấc mơ đi Mỹ rồi. ZSMJ mới comeback được khoảng năm nay. Sự cố gắng, nỗ lực của ZSMJ. HGT có cả thêm cả City nữa. Radiant's bottom tower. Hình như mình cũng mới mua City. Hình như mình cũng mới mua City thì phải. Có phải không nhỉ? City 25 điểm đầu 40 phút. Run sis. Team Rooster City đấy, mình thay Rocky và City chuẩn nó rồi. Mình thật là anh minh. Thật là anh minh. Centaur cũng 1900 tiền, có thể muốn có thể lên. Mình bị điểm thấp, mình Sida quá hôm qua. Thật ra mình bị điểm thấp là như thế này. Hôm qua mình bị mấy ông này lấy hết, mình vừa hướng dẫn, mình vừa nói còn lấy hết. Ông team kia lấy được hai thằng In July, thằng Lin. Hai thằng này đánh ở hai team Trung Quốc.
lên 40 điểm rồi. Mình có mỗi một thằng đánh ở team Trung Quốc 26 điểm cũng được, không sao cả, 30 điểm. Six đánh tốt. À không phải Six đánh tốt mà Jun. Jun của Six. Jun đâu rồi? Đây là Jun này, đi offlane mà được 26 điểm rồi. Thì mai có thêm City và nó thì đỡ. Radiant's bottom tower. Hơi tiếc mà không có City. Hôm qua không để ý, không lấy City. Tối nay còn có cả Empire đánh với lại C9 mà. Tối nay Empire đánh với C9, mình có đội hình hình như có Always Wanna Fly. Ờ, chuẩn rồi. Mình tính cả rồi. Hôm nay Always Wanna Fly mình đổi lên ngay làm sập đêm nay rồi. Tất cả là sự tính toán rồi. Vậy AO đang trốn. Có ulti, có blink. Nhưng mà bây giờ làm sao giết được Sentao được. Centaur. Ôi, chết ngay, gần như chết ngay. Vẫn kịp for start ulti xuống của Viper của Brit hết rồi. Ulti vẫn không được Mecha được mở lên rồi đến từ Viper. Vẫn được bọc sát máu, hút máu. Ui giật xét kìa, ZS xem dây kìa. Chơi Pugna trong khi đó thì City ở bên này đánh thằng nào. Ui ôi, tiếc rớt mày không có City. Ui ôi, không có City. Ui ôi, không có City. Cái mày di được gọi rồi. Đáng tiếc. Đừng hỏi vì sao bá luôn. Đánh rất là bình tĩnh. Hyun điểm cao ấy. Fuck. Vâng, vừa rồi là trận đấu giữa Six gặp HGT. Bây giờ chúng ta lại nghỉ ngơi chuẩn bị vào với lại vòng đấu tiếp theo. Vòng này nhanh quá, đánh nhanh quá trời ơi. Pew, 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 pew.